đáng chú ý ngày hôm nay được mang đến bạn bởi kênh YouTube Báo VietNamNet. Sau đây là những thông tin chính. Ngày 18 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang cho biết đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với bà Vũ Thị Hải Truyền, sinh năm 1973, trú tại thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, là hiệu trưởng trường mầm non Quý Sơn số 2, xã Quý Sơn, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trước đó, qua thông tin phản ánh của báo chí về việc có dấu hiệu lập khống hồ sơ các cô nấu ăn cho trẻ để trục lợi cá nhân xảy ra tại trường mầm non Quý Sơn số 2, Công an huyện Lục Ngạn đã phối hợp với Phòng An ninh Chính trị Nội bộ xác minh. Qua điều tra xác minh, xác định từ tháng 9 năm 2018 cho đến tháng 5 năm 2024, trường mầm non Quý Sơn số 2 có hợp đồng với 9 cô nuôi, cô nấu ăn cho trẻ. Trên thực tế, chỉ có 6 cô nuôi là đi làm tại trường, còn lại là 3 cô chỉ đứng tên trên hồ sơ, sổ sách, không đi làm nhưng vẫn có chứng từ thể hiện việc nhận tiền lương hàng tháng. Bà Vũ Thị Hải Truyền, hiệu trưởng nhà trường đã chỉ đạo kế toán và thủ quỹ lập khống đối với 3 hồ sơ để lấy tiền hàng tháng chi sử dụng vào các hoạt động khác của trường. Nguồn tiền để chi trả cho các cô nuôi là tiền xã hội hóa, tiền do phụ huynh học sinh đóng góp. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Lục Ngạn tiếp tục điều tra mở rộng. Ngày 17 tháng 6, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá bắt giữ các đối tượng liên quan trong đường cho vay lãi nặng. Theo cơ quan công an, nhóm đối tượng này do Vũ Đức Trung, 39 tuổi, trú thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định cầm đầu. Hai đồng phạm giúp sức là Ngô Quang Âu, 24 tuổi, trú huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai và Nguyễn Đắc Cường, 24 tuổi, Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Cả ba tới thuê căn hộ ở quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn để làm bình phong, hoạt động cho vay lãi nặng. Tuy là người cầm đầu nhưng Trung rất ít khi có mặt tại Đà Nẵng mà thường thuê Âu, Cường cùng một số đối tượng khác để thực hiện hoạt động cho vay lãi nặng. Thủ đoạn của nhóm đối tượng này là lên các hội nhóm trên mạng xã hội, đăng bài cần cho vay hoặc dán quảng cáo cho vay ở các khu vực công cộng tập trung đông người. Khi có người hỏi vay, nhóm tiến hành thủ tục xác minh về nơi ở, yêu cầu người vay chụp hình và đưa một số giấy tờ tùy thân như căn cước công dân, sổ hộ khẩu, giấy phép lái xe, giấy đăng ký kết hôn để các đối tượng giữ. Đối với tiền lãi, người vay trả hàng ngày, đối tượng hạn chế nhận tiền mặt mà chủ yếu chuyển qua tài khoản ngân hàng. Đặc biệt, để hợp thức hóa che giấu hành vi cho vay lãi nặng, nhóm này cho người vay viết giấy cầm cố hoặc mua trả góp các loại tài sản như xe máy, điện thoại di động. Với các trường hợp chậm trả tiền, các đối tượng gọi điện hăm dọa, cắt dán hình ảnh và đưa lên mạng xã hội hoặc có thể tạt sơn, ném chất bẩn vào nhà để uy hiếp, gây sức ép buộc phải trả tiền. Lãi suất cho vay của các đối tượng là 30% trong 25 ngày và hơn 400% trên năm. Với thủ đoạn này, từ đầu năm 2024 đến nay, nhóm đã cho 300 người trên địa bàn Đà Nẵng vay với tổng số tiền khoảng 4 tỷ đồng, thu lời bất chính hơn 1,2 tỷ đồng. Quá trình khám xét khẩn cấp nơi tạm trú của các đối tượng trên địa bàn Đà Nẵng, cảnh sát thu giữ 230 bộ hồ sơ của người vay cùng các tăng vật liên quan để phục vụ hoạt động cho vay. Ngày 13 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Trần Đức Lợi, sinh năm 1978, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quỳ Hợp. Ông Nguyễn Văn Khoa, sinh năm 1983, Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Việt Anh, để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện trên địa bàn huyện Quỳ Hợp có tình trạng lập khống báo cáo đánh giá hiện trạng môi trường để thanh toán tiền ngân sách gây thiệt hại cho nhà nước. Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng, Kinh tế, Buôn lậu, Môi trường, Công an tỉnh Nghệ An đã xác lập chuyên án để xác minh, đấu tranh. Căn cứ kết quả điều tra, xác minh, ngày 25 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Ban Quản lý các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Quỳ Hợp. Cơ quan công an đã khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, sinh năm 1984, chuyên viên phòng tài chính, kế hoạch Ủy ban Nhân dân huyện Quỳ Hợp. Phạm Thị Giang, sinh năm 1995, nhân viên Công ty Cổ phần Môi trường Việt Anh. Sau khi mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát Điều tra tiếp tục khởi tố, bắt giữ các bị can Trần Đức Lợi và Nguyễn Văn Khoa. Vụ án đang được Công an tỉnh Nghệ An điều tra, mở rộng. Ngày 16 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Tây Hồ, Công an thành phố Hà Nội cung cấp thông tin trên. Đối tượng Nguyễn Thế Tuyền, 20 tuổi, trú tại Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Đồng thời, Công an quận cũng gửi công văn đến chính quyền địa phương, đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường theo Nghị định số 120 của Chính phủ đối với NTH,
16 tuổi, NQH, 14 tuổi, cùng trú tại quận Long Biên, Hà Nội, TMX, 16 tuổi, trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội. Theo tài liệu của cơ quan công an, sau khi báo Vietnamnet đăng tải bài, hai xe máy đánh võng như giang lạc trên cầu Nhật Tân, Công an quận Tây Hồ và Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành điều tra xác minh. Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã làm rõ 4 đối tượng liên quan gồm Nguyễn Thế Tuyền, TMX, NTH, NQH, thu giữ hai xe máy có biển kiểm soát 99AB031XX và 29C2090XX là phương tiện các đối tượng dùng để lạng lách đánh võng trên cầu Nhật Tân. Tại cơ quan công an, Tuyền, TMX, NTH, NQH thành khẩn khai nhận hành vi lạng lách đánh võng trên cầu Nhật Tân vào trưa ngày 12 tháng 6. Cũng theo nhóm đối tượng, khi vừa đi hết cầu Nhật Tân thì xe máy do NTH điều khiển đã va chạm với một xe máy do người phụ nữ điều khiển, khiến cả hai xe ngã ra. Sau va chạm, người phụ nữ trên đi tiếp, Tuyền và NXH đến trạm y tế xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh sơ cứu rồi về nhà. Gặp thiếu niên bị tím tái bên đường, cảnh sát giao thông kịp thời đưa đi cấp cứu. Đang thực hiện tuần tra kiểm soát trên quốc lộ 1A, tổ công tác trạm cảnh sát giao thông Diễn Châu, Nghệ An đã dừng xe, hỗ trợ đưa một thiếu niên bị co giật tím tái đến bệnh viện để cấp cứu kịp thời. Hôm ngày 13 tháng 6, trao đổi với phóng viên Vietnamnet, Thiếu tá Hoàng Mạnh Hùng, trạm trưởng trạm cảnh sát giao thông Diễn Châu, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An cho biết, các cán bộ chiến sĩ của đơn vị vừa hỗ trợ đưa một thiếu niên có dấu hiệu co giật ngừng tim đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Cụ thể, vào khoảng 15 giờ 15 phút ngày 12 tháng 6, trong quá trình tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tổ tuần tra thuộc trạm cảnh sát giao thông Diễn Châu bao gồm Trung tá Nguyễn Trọng Bắc, Thiếu tá Dư Văn Chí và Thượng úy Chu Văn Hải đã phát hiện nhiều người tập trung ở bên đường, nghi vấn có việc cần hỗ trợ. Lúc anh em xuống xe thì thấy người đàn ông cầu cứu người đi đường giúp con mình. Người con của ông này có dấu hiệu bị co giật, cắn vào lưỡi và tím tái. Ông bố liền nói, nhờ các anh giúp con tôi với, không con tôi chết trên xe. Thiếu tá Hoàng Mạnh Hùng kể lại. Nhận biết tình thế nguy cấp, một người trong tổ công tác được cử điều khiển ô tô của bố thiếu niên này. Hai người còn lại sử dụng xe đặc chủng cảnh sát giao thông bật đèn, còi ưu tiên để dẹp đường. Nhanh chóng đưa thiếu niên này đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu. Thông tin ban đầu, hai bố con chưa xác định danh tính đi ô tô từ huyện Diễn Châu vào thành phố Vinh. Khi đến đoạn đường này thì xảy ra vụ việc. Hành động kịp thời cứu người của các chiến sĩ cảnh sát giao thông đã nhận được nhiều lời khen ngợi, cảm kích từ cộng đồng. Được biết, đến sáng nay, thiếu niên này đã qua cơn nguy kịch.